là ngày 14 tháng 7 âm lịch, nhóm thiện nguyện của xã Chánh Bình Tân bốn chúng tôi sẽ tặng cho quý vị một phần quà gọi là ấm lòng để chia sẻ cùng quý vị. Cảm ơn. Rồi quý vị ở đây mọi người một người bưng ra đi. Xin cảm ơn. Rồi mày vô mày ghen đi. Mày vô mày ghen hai phần đi. Rồi có phần rồi thì ra đó đi rồi. Rồi ai chưa có thì vô đi. Ai chưa có vô. Rồi rồi, vô mấy trong rồi 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 đây kinh ra. Mày chứ. Hết rồi đi. Rồi giờ để mấy phần đó thì mình vô. Ừ à, đúng rồi. Để lên đây nè. Rồi vô sát người sát người vô đi. Rồi có con đủ rồi nha Điền. Có con á. Rồi rồi mày vậy mày sao có con túm hả? Còn đâu túm. Rồi vậy về đi. À, đủ rồi đó. Vô đây Tấm Thanh vô đi. Thủy vô Thủy. Vô đi người ta ôm ta kinh ta để cho. Cái xe không đâu. Đó, hồi nữa à. Rồi, ôm lên để ngoài. Rồi, cái này là 5 phần ha. Rồi. Rồi có mình cứ lên đi. Lên đi. Quay quảng cáo của bạn sao rung quá. Quay ngay cái bản của sao rung mà năm tới sao rung sẽ trồng trong phòng. Đúng rồi. Năm nay cho nay cho 60 chứ quần năm cho 100 nha. À, nhớ đâu nha. Ừ rồi. Ít bất ít 5 người. Rồi. Rồi cái này là đột sức đúng rồi không ấy. Thấy già cả chứ gần đúng là sợ thiếu phần bị gì trong này nó có. Không, ở đây nè. Có thằng này nó lãnh cho chị cho má nó phần hết luôn. Con hai phần á cho đem về cho bà phần. Cho bà già. Nha. Mẹ đâu hả? Ai? Triệu hả? Rồi chị Ginh đây, Ginh này phần này về cho 1 triệu nha. Ừ, nó có lên để về út nó nha. Rồi lấy mẹ mày chở về cho mày. Rồi rồi. Vậy không có anh. Dạ tại đây mấy người này ta cho là ta có mời được có người đủ rồi.
Rồi thôi vô đó đi, vô đứng đi chút xíu cho ông cổ á, ông có tiền chừng được, ông đi giờ ông nuôi gà ông. Rồi. Chưa biết làm sao nữa đây nè, bị gì giờ nó không có danh sách. Ông Lâm Ngôn mới chi với bà biết chứ gì. Rồi. Ở có ông Phần à. Này giờ lãm giùm. Rồi vô đi. Vô đứng đây ngượng Phần đó à Vinh. Ở đó nó chơi á. Rồi. Rồi Vinh vậy đi. Có bãi lại Vinh giùm. Có ai chở? Có ông chồng đó kìa. Có ông chồng. Lại nhảy lại lãnh đâu ạ? Hả? Hả? Hả lại lãnh kìa. Ông kêu nó đâu biết. Mày ngồi hiền quá. Rồi. Rồi đi giùm nó được rồi. Rồi, đi ra đi. Đó. Thấy một tay. Cái bà này cũng giải đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Này cũng có một tay đó. Nặng nghe chị. Được không? Rớt cái trên nè. Nói không? Dưới rớt trên nè. Thấy chưa? Ôm ra đi, đúng rồi. Còn nữa thì thôi, vậy đi. Đi ra ngoài. Thôi, chị sách luôn. Nè, vậy sách đi, tự sách đi. Rồi. Sách đi cô. Rồi, ngay này sách luôn. Rồi. 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 Tôi phụ bà. Ủa? Ai nhắn mày, tao điện mày hoài, sao cái số điện thoại mày điện hoài không được hả? Rồi. Rồi. Thằng trai đâu kêu thằng trai đâu lại. Kêu nó vô nó thanh niên kêu đến. Miễn có người dặn rồi đó mà. Ừ. Dạ có râu tôi cũng mát được mà. Rồi hai phần đó luôn á. Rồi Vinh luôn, Vinh luôn. À, rồi. Rồi về đi. Rồi. Ừ. Rồi xong rồi về. Rồi tới ngàn đi. Ừ. Ê, đóng con đi được không? Rồi hai nhỏ ai giữ má không có về được. Rồi vô đi. Vô đi thôi, vô cho bà luôn á. Vô. Đó luôn rồi về, vô bên trong đi. Ginh cái đó để lên trên. Phước, anh chú Sáu, lại ginh để lên đi. Giờ ai là mạnh khỏe nhất, đẹp nhất phát trước. Rồi ngày nữa hết trong. Bác sĩ tới rồi nha. Cho phần luôn đó. Có bà con chị em gì không giống quá à. Có làm gì được á. Hàng chi thấy tự tự đó. Rồi. Hai bà hai chị em rủ.